Nếu như mà hôm nay chọn bấm nút thì về mặt ấm áp tình cảm của một gia đình thì chắc chắn là em sẽ đáp ứng đầy đủ luôn những cái mong muốn của anh bây giờ. Bù đắp cho anh đúng không? Bù đắp cho anh chưa? Tại vì anh tự lập từ lúc nhỏ ở mái ấm luôn tới bây giờ luôn. Thì bạn trai cũng sẽ coi mẹ của bạn gái như mẹ ruột. Chứ còn gì nữa. Đúng không? Trước khi mà con tham gia chương trình thì ba có nói là nhà rộng lắm nên anh có muốn về ở rể nhà con thì sẵn sàng. Trời ơi. Ba nói hả? Ba nói luôn. Dạ ba nói. Rồi xin mời gia đình nhà gái. Mời đi em. Thôi mời nhà trai. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi cưng. Dạ xin lời đầu tiên con xin phép chào cô Vân, chào chú Linh. Thì con tên là Lê Thị Trúc Phương, năm nay con 23 tuổi, con sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là huấn luyện viên fitness, giúp cho tăng cân tăng cơ, giảm mỡ giảm cân. Rồi con vậy là hợp với cô Vân đó con. Cảm ơn Linh nha. Mời gia đình nhà trai kìa. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh rồi cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Trung Hiếu, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con là nhân viên giao nhận và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh quận 7. Quê con đâu Hiếu? Dạ con người gốc Sài Gòn luôn ạ. Thôi con có thể nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Dạ ưu điểm của con là đánh võ, đam mê thể thao, biết làm việc nhà chăm chỉ. Còn khuyết điểm của con là hát dở rồi ngủ ngáy to. Rồi. Khuyết điểm vậy đó hả? Dạ. Ngủ ngáy to. Rồi còn mình sao, con nói luôn ưu điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là con rất là hòa đồng hoạt bát. Con biết nấu ăn. Và con là một người thiên về gia đình. Còn khuyết điểm của con là con rất là nóng tính. Con chỉ có được cái tật đó là ham ăn thôi. Ai mà giành của con sẽ cắn rồi. Rồi mấy người ngủ ngáy rồi con có khó chịu, con có nóng tính, con có binh người ta gái không? Dạ cô không có sao. Tại vì khi nào mà có ngủ ngáy thì con sẽ đeo tai nghe con ngủ. Tình duyên con sao? Dạ. Con mấy mối tình rồi? Dạ con thì cũng có 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên của con thì là thời học sinh, quen bạn đó 9 năm. Thôi vậy cái mối tình đó là coi như hoàn toàn là học sinh đi, chỉ dạ, thích nhau thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Dạ mối tình thứ hai là năm đầu tiên con tốt nghiệp huấn luyện viên thì con với một bạn đồng nghiệp có tình cảm với nhau nhưng mà được mấy năm? Dạ cũng chỉ có 1 năm rưỡi thôi. Một năm rưỡi. Mà cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng mà không đứa nào nói ra hết. Bạn ấy nói con là trẻ con lắm, nít lắm, đừng có bồ yêu đương gì lúc này. Hy vọng là mối tình tiếp theo đây nè, mối tình sau khi mở rào á sẽ sâu đậm đúng không? Dạ. Thôi mời em trai. Dạ con thì con được 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời học sinh, chứ là chỉ cảm nắng thôi. Rồi mối tình thứ hai là cũng quen nhau cũng được một thời gian cũng khá dài nhưng mà bạn gái thì đánh giá con là thiếu tinh tế trong tình yêu. Dạ. Mình quen nhau mấy năm con? Dạ cũng được 1 năm mấy 2 năm. Năm mấy 2 năm. Lúc mà hai đứa con đi xem phim á, coi tính giữa bộ phim á thì bạn gái nói say qua nói anh ơi em lạnh quá, thì con cũng thực tế con say qua em lạnh thì mang áo phát kêu đi, rồi xong rồi cái đi về là hai người im luôn. Rồi mới tình thứ ba con quen trên một cái trang bếp mà cũng hẹn hò nhưng mà xa và khoảng cách, người gái đó ở ngoài Phú Thọ lận, trên xa quá trên hai người cũng không đi đến đâu hết. Bởi nếu bạn gái nói con em lạnh quá thì đó mình lấy cái áo khoác hay mình choàng vai bạn gái, mình ôm bạn gái vô cho nó ấm, như thế nó mới tinh tế chút xíu con ha. Dạ. Nhưng với Linh thì Linh nói sao? Anh cũng lạnh nữa. Anh cũng lạnh nữa. Rồi sao? Thì hai người ôm nhau đỡ lạnh. Vậy đó. Con ơi con nhớ nha, học chú Linh nha. Nhà gái muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào nè? Con chỉ muốn là bạn trai cao hơn con, yêu thương con, rồi hiểu cái công việc của con. Có thể là con có những lúc là con sẽ không có quan tâm bạn trai nhiều, con nhiều việc với lại con phải chăm sóc khách hàng của con nữa. Con muốn cao khoảng nhiêu con? Cao hơn con khoảng 1m7. Con là mét nhiêu? Dạ con 1m60. Wow. 60 người ta phải 61 được rồi. 61, 62 hoặc 65. Ở nhà thì con rất là thương mẹ và con chỉ có yêu cầu là bạn nam đó, bạn nam phải có hiếu với ba mẹ của bạn đó, vẫn là ba mẹ của con nữa. Rồi mình gia đình mình ba mẹ có ở chung không con? Dạ con thì nói chung là từ nhỏ con đã sống xa ba mẹ rồi. Ủa sao vậy? Ba con mất sớm từ lúc con trong bụng mẹ, trên mẹ con đi mất nữa. Lúc đó thì gia đình bên cha dượng cũng khó khăn, cũng gỡ con vô mái ấm ở quận 7 á. Con ở mái ấm hả? Dạ. Xong rồi con học rồi xong đi làm rồi tính hiện tại tính bây giờ luôn ạ. Rồi con dần ở mấy ấm hả con hả? Dạ không, bây giờ con ra riêng con ở rồi ạ. Con ra riêng rồi? Dạ. Rồi có về thăm mẹ thăm con? Dạ ba mẹ thì lâu lâu cũng về thăm, hay là con cũng điện hỏi thăm. Nhà con thì con có một mình con với một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Con ở mấy ấm thì ra con sinh sống rồi con tự lập ở ngoài luôn con hả? Dạ. Trời ơi, hoàn cảnh nó cũng khó khăn á bà mối. Chào con. Dạ chào cô ạ. Rồi vậy là có nghĩa là bây giờ
thực ra là con rất khát khao có một mái ấm của riêng mình, đúng không? Dạ, một đúng gia đình rồi. Nhỏ. Ừ. Cái người bạn nữ đó, bạn nữ thế con nào muốn... con nói cho cô Vân nghe đi. Nói chung là biết quan tâm, chia sẻ, không cầu kỳ quá, biết chăm sóc ba mẹ này nọ. Thì bây giờ bên đây á, thì nhà gái cũng chỉ mong là con là cái người mà có hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Bạn gái bên đây rất là thương mẹ của mình á. Vậy đơn giản rồi, để cho tôi hỏi đơn thằng gái chút xíu coi. À, chào con gái. Chắc chắn bạn trai sẽ chăm sóc con tốt nè, thậm chí lo cho mẹ tốt nữa, bởi vì bạn trai bên đây thiếu thốn cái tình cảm gia đình. Mình có cảm xúc gì mà khi nghe mà bạn trai chia sẻ gì gia đình không? Con rất là cảm động về cái cuộc sống của anh. Nhưng mà nếu như mà hôm nay chọn bấm nút thì về mặt ấm áp tình cảm của một gia đình thì chắc chắn là em sẽ đáp ứng đầy đủ luôn những cái mong muốn của anh bây giờ. Bù đắp cho anh đúng không? Bù đắp cho anh chưa? Tại vì anh tự lập từ lúc nhỏ ở mái ấm luôn tới bây giờ luôn. Thì bạn trai cũng sẽ coi mẹ của bạn gái như mẹ ruột. Chứ còn gì nữa. Đúng không? Trước khi mà con tham gia chương trình thì ba có nói là nhà rộng lắm nên anh có muốn về ở rể nhà con thì sẵn sàng. Trời ơi. Ba nói hả? Ba nói luôn. Dạ ba nói. Wow. Trai thấy sao? Dạ con thấy dạ cũng được à. Vậy đâu quá tốt rồi. Hai đứa này nhìn mặt giống giống nhau nè. Bây giờ thì thôi hai đứa mở rào đi nha. Hai đứa trò chuyện luôn đi. Đúng rồi. Để cho có thể hiểu nhau hơn nào. Mở rào. Rồi Hiếu cứ chủ động nói chuyện Hiếu nha. Dạ. Mạnh mẽ lên nào, cố lên nào. Rồi mình tặng quà đi con. Đứng lên hai đứa tặng quà. Dạ. Anh chào em. Chào anh. Dạ anh em có một cái món quà nhỏ cũng gửi tặng anh. Anh dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Dạ bên nữ tặng con cái bóp ạ. Ví á, nó còn cái tác dụng đó là giữ tiền, giữ giấy tờ của riêng mình. Nhưng mà ví nó còn cái tác dụng đó là con nói với anh đi, con nói với anh đi. Gìn giữ cái người mà anh yêu thương nhất. Anh dạ. sẽ được để ở trong hình đó. Dạ. Dạ. Để cái này để em à. Cái món một cái hộp to, cái hộp nhỏ ha. Giao hàng mà nó cẩn thận lắm. Wow. Cái gì vậy dạ, con? Anh cũng tặng cho con một cái túi á cô. Trời ơi Linh ơi, một cái túi một cái bóp kìa Linh. Trời ơi cứ ngọt quá trời đất à. Một cái bóp lớn, một cái bóp nhỏ. Thì đó. Dạ, con tự tay làm một cái bánh rau câu hoa đậu biếc con tặng cho cô Vân với lại chú Linh. Cảm ơn con. Đưa chú Linh đi. Đúng dạ. hảo của ổng luôn đó con. Dạ con tặng chú Linh. Ăn uống thuộc về chú con ơi. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Hàng chút vô chú ăn, trời ơi đẹp quá trời. Dễ thương á. Anh có thể vừa hít đất và vừa hát một cái ca khúc nào đó để tặng cho chú Linh, cô Vân với em được không ạ? Trời ơi. Anh sẵn lòng hít đất nhưng mà anh hát chắc cái trường quay nó bể luôn, anh hát dở lắm. Vậy thôi, vậy hít đất cũng được ạ. Trời ơi, em muốn anh hít bao nhiêu cái? Vậy khoảng 20 cái thôi. Trời ơi, nhiều okay. quá, tốn thời gian quá, con 10 cái là con đánh giá được rồi. Dạ, 20 cái tội nghiệp mà. Vậy để anh hít cho em xem nha. Đó, con biết là người có sức khỏe hay không liền à ha. 1, 2, đó. Thấy khỏe đó, thấy ok em Linh, ok không? Hả? Quá khỏe luôn hả? Trời ơi. Thẳng thớm. Rồi 10 cái đủ rồi con. Ok. Cảm ơn anh ạ. Bên đây hát. Nghỉ đi ngơi con, xong nó hát chút xíu. Thử con coi. Hát đi con. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngậm ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay đợi chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Trời ơi, hay ha, hay á. Lần đầu tiên mà anh gặp em, anh cảm nhận em giống như người và bạn gái thứ hai của anh, cũng tròn trịa như vậy. Anh thì những cái chuyện mà chuyện nhà này nọ này, nói chung là anh thì ok, tại vì anh sống tự lập từ nhỏ cho nên những cái chuyện nhà đó anh làm rất là ok. Nhưng mà nấu cơm thì anh nấu dở nhưng mà em chịu ăn thì được. Dạ, em cũng có một câu hỏi nhỏ là vì em rất là thích nuôi cún, gọi là nuôi chó con á. Thì hiện tại em cũng đang nuôi cho mình một con chó, thì nếu như mà em với anh có tiến tới xa hơn thì không biết là anh có sẵn sàng hốt luôn cục mẹ của em về không ạ? Cái đó là không sao, anh cũng sẵn sàng, anh thích nuôi chó mà, tại vì chó là người bạn trung thành nhất của loài người mà. Dạ. Công việc anh thì nói chung là nó cũng rảnh, một tuần em muốn gặp anh bao nhiêu lần thì anh cũng sẵn sàng chạy qua nhà em mà đón em để gặp em. Dạ thì công việc của em á, hầu như là em phải bận rất là nhiều buổi tối. Và nếu như mà sau dịch này thì em sẽ phải đi làm rất là nhiều vào buổi tối.
anh có thể đặt ngày trước, có thể em sẽ sắp xếp công việc, xin nghỉ, có thể ở nhà, có thể đi hẹn hò với anh cũng được. Thì em chỉ là hơi ngại là vì em đi làm nhiều về buổi tối á, thì không biết anh có vấn đề là ghen gì không ạ? Không, cái chuyện đó là cũng không sao, tại vì mình tin tưởng lẫn nhau mình sống chứ, ghen tuông này nọ quá. Nhưng mà con phải hỏi kỹ là khách hàng của em nam nhiều hay nữ nhiều. Mình nói mình không ghen, cái tự nhiên lúc mình ghen lồng ghen lộn lên mình quê nữa. Không cô, cái đó là tính chất công việc của bạn nữ thôi, mình con trai mình cũng phải hiểu. Cũng có đụng chạm va chạm chứ không phải là giỡn chơi đâu nghe. Nhờ câu hỏi của cô Vân, không biết là anh công việc của anh nó cũng có tiếp xúc nhiều khách hàng giống em không ạ? Công việc của anh là giao nhận, cho nên cũng tiếp xúc trai gái có, nhưng mà giao xong rồi anh ký đơn xong anh về liền chứ anh không có ở đó. À, em cũng có một chút ghen á, ghen văn hóa là lựa cái đúng mà ghen chứ không phải là đụng tí gì cũng ghen đâu ạ. Cái tính chất công việc của anh là tiếp xúc với những người trai văn phòng là nhiều, còn Vinh không tiếp xúc với gái đâu, em yên tâm chuyện đó. À, dạ, hiện tại thì ba đang rất là hối về việc hôn nhân, gấp thì có thể cuối năm nay ba em đồng ý cho cưới luôn. Anh muốn tìm hiểu thì khoảng qua một năm nữa có thể mình sẽ tiến tới việc hôn nhân ạ. Anh thì anh sao cũng được, tại vì anh lúc nào anh cũng chuẩn bị trong cái tình huống này hết rồi. Dạ, ba ở nhà rất là mê cháu ngoại rồi. Dạ. Dạ, ở nhà thì có cháu nội rồi nhưng mà ba vẫn rất là thích mê cháu ngoại. Ủa rồi, nhưng mà hôm nay là ba mẹ con có gửi gắm gì, có đến với chương trình hoặc đến với Hiếu, đến với tụi con không? À dạ có, mẹ con có gửi một cái clip nhỏ gửi đến nhờ sự giúp đỡ từ cô Hồng Vân với chú Huyền Linh. À vậy hả? Đi chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân. Tôi là mẹ của chú Phương. Linh với cô Hồng Vân giúp giùm hai người mai mối sao mà cho con tôi có đôi có cặp. Còn cháu trai á, tôi không mong muốn gì hết á, tôi mong chỉ là cháu biết lắng nghe, biết ông biết bà, biết lẽ phải là cô mừng cô vui. Mong cho hai đứa bấm hẹn cho có đôi với người ta. Trời ơi, dễ thương quá. Hiếu nói gì với mẹ của bạn gái đi. Trước mắt là anh cũng cảm ơn mẹ em nói về những lời chân thật đáy lòng của mẹ em. Anh đến đây là anh chỉ có một nhiệm vụ là bấm thôi, còn em thì em phải bấm nha, tại vì để cho hai chúng mình có cơ hội tiến tới và tìm hiểu với nhau nữa. Anh rất là tình cảm, anh là một người rất là hiền lành, đúng chuẩn con chọn cho con luôn. Tại vì con rất là thương mẹ, vì ở nhà thì con không có muốn mẹ con khóc, nên những cái lời nói của chính bản thân mình á có thể nói ra làm cho mẹ khóc. Nên khi mà con chọn cho con một người mà có thể cùng con sánh bước đi trong cái đoạn thời gian còn dài tới á, thì sẽ phải một người yêu thương mẹ con, hiểu được cảm nhận của mẹ con, hiền lành, đừng quá gia trưởng. Em thì em sợ gia trưởng, còn anh là sợ nhất là nước mắt của phụ nữ. Tại vì một người đàn ông á, mạnh mẽ nhất á, là phải bảo vệ được gia đình mình, là một gia đình lớn của vợ mình nữa, chứ không phải là bảo vệ chính bản thân mình đó. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. 1 2 3 hết thời gian. Số 2 là bấm vào đó lên cả hai đứa luôn á. Rồi tiến lên. Chúc mừng nha. Rồi, hai đứa có thể nắm tay nhau được rồi đó. Nào, hôm nay là một ngày rất là đẹp. Rồi có biết nhậu nhẹt gì không? Không, em không thích mấy cái đó. Rồi có thích bạn trai nhậu không? Em cũng không thích. Không thích luôn. Nhậu ít thôi thì được chứ nhậu nhiều em không thích. Vậy là hợp gơ rồi đó, em cũng nhậu ít thôi. Em có cái tật xấu là sáng ngủ dậy hay nướng á. Ngủ nướng rồi kệ, ai cũng dạ. Nướng hết, nhất là mùa dịch nướng quá nướng rồi chị nướng ghét luôn. Sáng ngủ dậy là hơi nằm nướng tí mới dậy nổi. Mời nhà trai. Trai, mời trai. Ngồi xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Thôi bây giờ thì hai bên đã có mặt lên sân khấu nha. Chỉ cách cái bờ rào thôi, mình nói chuyện lớn lên cho hai bên cùng cảm nhận ha. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân bên kia. Chào bạn gái bên kia. Em tên Nguyễn Màu Hường, sinh năm 1986. Em đến từ Đồng Tháp. Hường, Màu Hường đó hả? Màu Hường. Màu Hường á. Dạ. Mình làm việc gì Hường? Mình làm bảo vệ anh, ở Cần Giuộc, Long An. Nhưng mà làm bảo vệ gì? Ngân hàng. Vậy là giữ tiền ngon à. Ngày nào cũng gặp tiền cho mà mơ mà không được tiền. Mời nhà gái. Bên em có thích Màu Hường không em? Dạ, em cũng thích ạ. Rồi cái anh đàn ông tên Hường em có thích không? Em cũng chưa biết. Cũng chưa biết hả? Thôi vậy mình giới thiệu cho mình đi. Dạ, em chào Trường Quân và anh Huyền Linh và bạn Trinh Nam bên kia. Em tên là Mai Thúy Tiên.
Em sinh 1985. Em làm công nhân đây ạ. Làm ở Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức gần nhà Vân đó. Ờ, về Long An gần không Linh? Đúng rồi, gần. Rồi. Nhưng mà quê Tiên đâu Tiên? Quê ở Sóc Trăng ạ. Huyện nào Tiên? Em ở huyện Cái Sách. À, một người ở Sóc Trăng, một người ở Đồng Tháp. Vậy là cũng cùng miền Tây đó. Muốn về Sóc Trăng thì cũng phải đi qua gần, đi ngang ngang Đồng Tháp đó. Đi qua Đồng Tháp. Bây giờ thì mình nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi. À, ưu điểm của em thì điểm mạnh là biết như nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính một tí. Nóng tính một tí hả? Dạ. Nóng cỡ nào, nếu mà nóng quá em làm gì? Nóng quá tức là vậy thôi chứ không làm gì. Thôi, ưu điểm khuyết điểm nhà gái thế nào? Điểm mạnh của em là cũng thích nấu ăn. Em thì cũng hơi nóng tính. Vậy đó hả? Dạ. Nóng em làm gì? Dạ. Nhưng mà nóng thì cũng nhanh nguội lắm. Ừ. Dạ. Xé đồ xé đạc hay đập đồ đập đạc không? Không, nóng lên thì chỉ nói thôi chứ không có đập. Cũng la thôi đúng không? Dạ. Ừ. Trời, hai cái này nóng lên la sùm. Hai bên la mạnh ai đang la. Rồi có biết nhậu nhẹt gì không? Không, em không thích mấy cái đó. Ừ. Rồi có thích bạn trai nhậu không? Em cũng không thích. Không thích luôn. Nhậu ít thôi thì được chứ nhậu nhiều em cũng không thích. Vậy là hợp gơ rồi đó. Em cũng nhậu ít thôi. Em có cái tật xấu là sáng ngủ dậy hay nướng lắm. À, ngủ nướng rồi kệ ai cũng dạ. Nướng, nhất là mùa dịch nướng quá nướng rồi chị nướng ghét luôn. Sáng ngủ dậy là hơi nằm nướng tí mới dậy nổi. À. Bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi Hường. Thì em cũng gãy đổ một lần rồi anh. À, gãy đổ một lần. Gãy đổ một lần mà chưa có con. Bao nhiêu năm? Cũng hơn năm. Lý do gì mà gãy đổ vậy Hường? Tại vì cũng hai người nóng tính chị, giờ không có nhai nhường ai nên không kìm, nói chung là hai người không nhường ai thôi, thấy không có hợp á. Đó. Nên ngưng luôn. Cái đó là nguy hiểm đó. Dạ. Bạn Mai Thủy Tiên bên kia cũng hơi nóng tính nên chúc mình thỏa thuận cái vụ này nha. Dạ. Rồi bên đây là có gia đình rồi. Em thì cũng đổ vỡ một lần. À. Mà em có một bé trai ở dân bà nội á. Năm nay cũng 14 tuổi rồi chị. Em chia tay được 12 năm mấy rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, rồi ở không tới giờ này luôn. Ơi, lý do làm sao mà chia tay vậy cưng? Nói chung thì chồng em thì tánh gia trưởng á, người cũng hay cọc cằn lắm, cũng nhậu nhiều nữa. Rồi nói chung mỗi lần nhậu về thì nói qua nói lại thì bị đánh. Nói qua nói lại thì bị đánh. Thì bị đánh. Nhiều lần xảy ra chuyện này chuyện kia rồi em nhịn hết nổi rồi em thôi. Hường có nhậu không Hường? Nhậu ít lắm anh, khoảng chừng 2 lon 3 lon là xỉn rồi. Ừ, vậy thôi nha. Dạ. Bây giờ hai bên cũng đã đổ vỡ, cũng đã hiểu được làm sao để giữ trọn vẹn cái hôn nhân tiếp theo rồi. Em bây giờ nếu mà đã một lần như vậy rồi thì em mong muốn cái người đàn ông của em sẽ như thế nào? Em cũng mong muốn là tìm được một người biết chăm lo cho gia đình, biết thương vợ thương con, cũng hòa đồng với mọi người một chút. Ừ. Ước muốn của em đơn giản vậy đó. À, Mai Thủy Tiên. Dạ. À, chào em gái, chào. Xinh đẹp ha. Dạ. À, Hường á, ở Cần Giuộc ở với ai? À, em ở tại ngân hàng luôn anh. Ban ngày làm hai người, bữa tối thì ngủ cũng hai người luôn. Hai người là trai hay gái? Trai không anh. À. Hai bảo vệ không á? Ở tại ngân hàng luôn. Cái dạ. Người kia bạn gái ổng lên đây làm gì? Đúng không Hương? Đúng rồi, nếu mà gái mà bảo vệ vậy ai cho vô là làm. Nhưng mà em có đồng ý về Cần Giuộc không? Ủa anh Cần Giuộc là ở đâu em? Trời ơi, Cần Giuộc Long An. Sát bên thành phố nè. Quốc lộ 50 đi xuống chút xíu tới Cần Giuộc rồi, tức là ngay Nguyễn Văn Linh á, quận 7 á. À, đi xuống chút xíu tới Cần Giuộc rồi. Được không? Thì cũng coi coi sao đúng không? Để sao lại. Mình nếu mà bên Tiên ngoại có công ty rồi làm được, nếu em được em chuyển gia cũng được. Đó thấy chưa? Biết đâu bên kia là chuyển lên Thủ Đức cũng được. Đúng rồi, ngân hàng Thủ Đức cũng nhiều mà. Ừ. Rồi vậy là thấy ổn rồi đó. Thường mong muốn cái người Thường muốn tìm một người yêu thương của mình như thế nào Hường? Nói chung là y như ý của bạn bên đó vậy đó. Biết chăm lo cho gia đình rồi. Em cũng không yêu cầu gì, tại vì nếu chủ yếu là tính tình mà thấy nó phù hợp với biết sống nhau là được rồi. Còn ví dụ mà xấu hay đẹp là chuyện đó em cũng không cần thiết đâu. Anh thấy cô gái bên kia rất là xinh đó, là thấy ngoại hình là anh chấm rồi đó. Nếu người lên chấm là chắc em cũng chấm luôn rồi. Ừ, đó, anh chấm rồi đó nha. Còn nhà gái coi đàn trai sao nè. Chào em, coi như là về hình dáng này, về khuôn mặt là thấy là bên nhà gái chấm rồi đó nha. Yeah. Giữa gia đình với bạn bè thì em sẽ là bên nào nặng hơn? Có lẽ em ưu tiên bên gia đình hơn á, tại vì nhậu nó không có được gì hết. Đó, vậy là bạn nói rõ ràng. Được, thấy hai người được đó, hợp, rất là xứng đó nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem ý kiến người thân thế nào. Mình xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là chị của Tiên, mình tên Phượng. Mình nghe Tiên đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và được đi ghi hình, mình rất là mừng. Vì em của mình tìm được một người thương. Mình có đôi lời gửi tới bạn trai bên kia là nếu có thương em mình thì phải thương cho thật lòng, lo lắng cho em mình và biết quan tâm tới em mình. Và đặc biệt là phải chung thủy, vì em của mình là một mẫu người lo cho gia đình và rất là hiền, ít nói và biết quan tâm tới người khác. Cho nên mình muốn cho em mình có người thương, sẽ thương yêu nhau, lo lắng cho nhau và sống hạnh phúc. Nếu mà có tìm hiểu đi tới hôn nhân thì sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Mình xin chào. Rồi, giờ nghe người thân của Tiên nói chưa Hường? Dạ, em thấy em sẽ cố gắng. Rồi bây giờ thì thôi mở rào. Mở rào đi. Mở rào.
qua đi cưng. Rồi, tiến tới nào? Lớn tuổi hơn kêu lại kêu em. Không sao đâu. Trời ơi, mình đàn ông mà. Tặng món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Nhìn trẻ trung quá trời đất, đâu có nghĩ là 85 đâu. Đi cảm nhận thì... Hả? Anh sao? Sao? Ok đó chị. Nói đi, nói cái cảm xúc của mình đi. Mở rào ra nhìn Thủy Tiên có mất hồn không? Đẹp, xinh. Thấy không? Tiên có giống như là gốc người Khmer không? Họ Mai, thường thường họ Mai là giống người Khmer không? Tôi họ Mai, tôi đâu có Khmer gì đâu nè. Em đọc trên, không cùng có họ là... Ừ. Trời ơi, sao tôi... Hàng trên nó cái họ này quen quen lắm mà tôi không biết là tôi quen ai họ Mai. Thì ra là ông Mai Quyền Linh. Ừ. Trời ơi. Giờ mới nhảy ra hả chị? Ông không phải là Quyền đâu nha, ông là Huyền á. Dạ. Em là Hường, với ông là Huyền á. Tiên thấy sao? Thấy... thấy Hường sao nè? Có Hường không? Dạ, em thấy cũng được ạ. Nói chung em cũng thích màu Hường. Nhưng mà tên Hường thì chắc cũng được. Tên Hường là đúng là trọn vẹn trăm trăm luôn chứ. Ủa mà bên gia đình anh được mấy anh em? 5 chị em gái. Còn nhà Tiên gia đình được mấy người? Gia đình em cũng 8 chị em lận. Tiên thứ mấy? Em thứ 5. Vậy là cộng thứ ở đây cũng thứ 5 luôn. 5, 10. 10 đẹp. Hết chạy luôn. Nào luôn. 5, 10 quýnh mà cào là hết chạy luôn. Chung giờ hôm nay mà lên đây thì gặp Tiên thì anh cũng có cái cảm nhận là thích Tiên. Nên... mình cho nhau cơ hội đi, cái gì mình tìm hiểu rồi được thì mình tính tiến tới. Được, đúng rồi đó. Giờ là được là tới luôn thôi, tới luôn. Giờ mình lớn hết rồi nhưng mà chậm quá thì nó cũng nó mất hay à, nhanh chứ. Sau này mình sẽ rút kinh nghiệm như thế này, ví dụ như Tiên nóng lên thì anh sẽ dịu lại. Còn nếu anh có nóng lên nữa thì cái Tiên dịu lại là mọi chuyện nó sắp xếp sau. Chia ra chị nói nghe nè, 2 4 6 3 5 7 đúng không? Hường nóng á là Tiên xách xe đi ra ngoài. Rồi rơi vào ngày 3 5 7 á là Hường phải xách xe đi ra ngoài. Đó vậy cho khỏe. Chủ này khó nhỉ? Nếu mà 357 nóng nhiều thì lấy nước tạt vô cho nguội lên. Khó đủ chiêu mà. Tiền thấy sao? Nói chuyện nói với Hường đi. Sao, Tiền? Lớn rồi mà cứ nói thẳng đi, có gì đâu ngại, phải như chưa có trải qua thì ngại. Thấy nói chuyện ở đây thì thấy anh thì cũng được, nhưng mà em đâu biết là mai mốt như thế nào đâu. Nói chung ra thì anh nói nó sự thật là vậy mà, mình lớn mình đâu có thể thay đổi những cái đó được. Thay đổi đó thì mình ghi hình như vậy thì coi như con người nó không coi ra gì sao. Nếu mà anh ví dụ như có gian thì anh nói anh không nóng tính thì nó sẽ mọi cái nó phù hợp hơn. Nhưng bây giờ mình nói như vậy thì nó trao đổi hơn để mình hiểu nhau hơn. Ủa mà anh lấy vợ được mấy năm mà thôi? Hơn 1 năm. Người hai vợ chồng đi làm hay là ở với ba mẹ? Đúng rồi, hai chồng đi làm, cũng làm ở trên Sài Gòn. Nếu mà tìm hiểu nhau được thì các bạn có nghĩ cái chuyện là chúng ta gọi là sống thử trước hôn nhân không? Nếu mà quen thì tìm hiểu, nếu được thì tiến tới, chứ sống thử trước em không thích. Hường thấy sao? Chấp nhận anh. Đó, mình lớn rồi mình cứ thoải mái nói chuyện đi. Hường là thấy giống như trúng tên rồi, cho nên bây giờ cái gì cũng chấp nhận hết trơn. Bây giờ Hường có thể đứng lên hát tặng cho Thủy Tiên một bài. Đúng rồi. Kể nó thoải mái đi. Tuổi đời trắng đến cô hơi gót mòn đai lụa buông, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư đi vào di vắng, đường tình không chung lối mang nói tiếc cho nhau. Được rồi. Cũng buồn á, buồn thiệt, giọng rất buồn luôn. Mà cái nhạc không nhạc buồn mà. Cái đó khi nào gặp nhau hát nghe nó mới ngủ được, chứ còn cái này nghe cái hát rồi nó không có may mắn. Tiên biết hát không? Hát cho anh nghe đoạn đi. Nói chung em biết hát mà hôm nay em bị tắt tiếng. Thì lúc mở rào ra thì anh thấy Tiên thì anh thích, rất thích, xinh đẹp. Ai cũng có lỡ một chuyến đò rồi. Nên cũng mong Tiên là giờ mình cho nhau cơ hội đi, mình tìm hiểu đi. Nếu được thì mình tính tới hôn nhân luôn. Không được thì coi như mình như là bạn bè rồi. Bạn bè mình đến đây mình biết thêm một người bạn thôi. Rồi, ok. Chúng ta để tay vào nút bấm thôi. Đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đồng ý, bấm nút. Nếu ta cảm giác trái tim mình không rung động, không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, Tiên không bấm. Tiên không bấm hả? Sao vậy Tiên? Dạ. Em thấy có gì nó lợn cợn trong lòng không? Nói chung là em thấy em không có rung động gì trái tim. Còn có lẽ rằng em Hường hơi là cũng ngại ngùng đúng không? Cũng ít có chia sẻ đó, thành ra là ở Thủy Tiên là chưa hiểu nhiều lắm. Chị cũng mới lên đây lần đầu tiên giống như là mình ghi hình đó, nên nó rung. Đúng chứ rồi. Mọi chuyện nó rối, nó không biết nói gì hết. Chào bà con hai họ. Tao không bị quê nha, mày vỗ tay mồi tao mới quê. Rồi tiếp tục thôi.
này quay nhanh đi chứ hớp bụng mệt. Thấy mấy em có em trai nào chọn cô gái không nhận hoa không vậy? Mày chọn hả? Có ai chấm cô gái không nhận hoa không? Gu Thái hả? Ừ. Không nhận gì? Không nhận, không nhận hoa cũng sốc ra. Mày đi sốc không? Kỳ quá ha. Thật ra cũng hơi kỳ nhưng mà... Thì ráng kéo lại á, chị không kéo lại chị sợ ta bị la, ta bị cộng đồng mạng chửi. Thật ra là nếu mà đàn ông mà chơi về quê họ đi luôn á. Thật ra chỉ cỡ mình như là trẻ mà tới gặp người kia tặng bó hoa thôi mà làm như vậy đúng không? Tặng cho nó xin phép không nhận, em không nhận gì chứ. Ví dụ tặng xe đồ mà từ chối thì ok đúng, tại đó mắc nợ. Đúng. Hoa thôi mà. Bị tịch cái. Hơi bị sốc. Chưa. Vậy, tao đứng tạo dáng này được. Con Lan nó bị khùng. Cái này nó biết. Hả? Đứng lại gần đây. Thôi xa rồi. Nó đang kia kìa. Không ở đây. Người ta tới nhiễm. Cứ đi. Nó bị khùng nó rồi. Thằng nào lấy nhỏ 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 này khổ lắm thiệt á. Tôi đâu thèm lấy ai. Lấy trời. Lấy. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống và thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản đã đồng tài trợ cho chương trình. Quý vị thân mến, cứ mỗi lần đến bạn mới hẹn hò là chúng tôi đều vui mà cũng đều lo nữa quý vị. Vui thì là chúng tôi được kết nối, đầu tiên là họ đã có duyên gặp nhau trong sân khấu này. Cái nỗi lo là không biết họ có bấm nút hẹn hò hay không, mà họ bấm nhau họ quen được bao lâu, họ có cưới hay không. Càng ngày chúng tôi càng lo hơn nữa quý vị. Hôm nay hy vọng rằng họ sẽ bấm nút rồi hẹn hò rồi họ sẽ cưới nhau sớm. Bởi vì trong hẹn hò rất nhiều cặp đôi đã cưới nhau rồi, họ sinh con đẻ cái rồi. Đó là những niềm hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Mong rằng hôm nay sẽ cái duyên cũng sẽ được như vậy luôn ha. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Được mời nhà gái. Đây chị đỡ lên cho. À, hấp dẫn rồi nha. Đây có bộ hấp dẫn à. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào em. Em xin giới thiệu, em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 97. Năm nay em đã 30 tuổi. Em sinh ra ở Hà Lan và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À, từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu hả? À, thấy chưa, thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em. Dạ, em chào hai anh chị MC, chào bạn Nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kỹ thuật phần mềm và em đang sinh sống ở nhà bè cùng với ba mẹ. Rồi, bên đây bạn Thảo, 32 tuổi, sống và làm việc tại nhà bè. Thảo làm gì nói lớn lên thôi Thảo. Dạ, em làm kỹ thuật phần mềm ạ. Cái gì phần mềm? Chỉnh sửa phần mềm là hình ảnh rồi kia đó hả? Kiểm thử. Kiểm thử tức là kiểm tra và thử. À rồi 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 rồi. Ok. À, một người Hà Nội, một người ở nhà bè. À, có bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà, hiểu mà. Thiếu có điểm mạnh điểm yếu gì? Thật ra thì điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Ôi trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Nghĩ ra nó cũng phức tạp nhưng mà nó cũng đơn giản thôi mà. Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy, để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả. Em ở Hà Nội, em ở với ai? Đây, em đang sinh sống một mình ở Hà Nội. Một mình hả? Ba mẹ ở đâu? Đây, ba mẹ em đang ở quê. Ở quê là? Quê của mẹ bây giờ đang sinh sống là ở Yên Bái ạ. Yên Bái hả? À, Yên Bái là Sapa rồi đó ha. Mù Cang Chạy. Không, Yên Bái là Sapa chứ. Sapa là Lào Cai. À, Lào Cai. Yên Bái là Mù Cang Chạy đúng không? À, rồi từ Lào Cai lên Sapa là mấy chục cây nữa đúng không? Cũng xa xa. Rồi. Rồi, một mình em vào Hà Nội lập nghiệp lâu chưa? Em đã học đại học ở Hà Nội. Sau đó là em có đại học ở Hà Nội thì đến nay cũng đã được hơn 10 năm rồi. Em học đại học gì? Em học đại học thông tin. Rồi em bây giờ em đang làm gì? À, hiện tại thì em đang đón ngành F&B là nhiều. Lên khi mà tham gia chương trình thì em cũng có mời hai MC và bạn nữ bên kia thưởng thức một chút đồ mới. À. Và tập có thể là em may mắn được thôi. Tức là em có một cái chuỗi bán hàng á hả? À, em làm trong công ty, còn các chút đồ mới.
Rồi. Ok, bây giờ để cho anh coi như anh mời bên kia uống trước đi ha. Chúng ta cảm nhận rồi gặp nhau. Bên đây đầu tiên là sẽ có món quà gửi bên nhà gái nha. Nhà gái thưởng thức rồi vừa nói chuyện rồi mình vừa cảm nhận về món quà của nhà trai luôn. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Đây, bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Đây là nước gì ta thấy có hai trái trái vải. Vải. Nè có cái ống hút nè. Mấy em chút rồi uống luôn rồi. Này không có hối lộ lấy lọc đâu mà mời thiệt tình đó nha. Nếu uống được mai mốt mua ủng hộ. Trà vải hả cưng? Nhà trai tôi là khéo tay lắm đó. Cái này mình làm luôn ha anh trai. Dạ. Tự hiếu làm luôn đó. Để xem. Nói chung là hết ly rồi ạ. Ngon ha em ha. Nó có cái độ chát chát của trà và có vị trà thơm của vải. Vải Bắc Giang. Hương vị Hà Nội, Lào Cai. Đậm đà hương vị Việt. Được. Em cái này mình đi học hay là mình tự tự làm tự sáng tạo? Em bé với nghề là do nghề cho mình. Em đã có nghề hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm hả? Em bắt đầu nghề từ các nhân viên bình thường. Sau đó trải qua các chuỗi đồ uống thì em cũng có biết một vài những cái cách pha chế đơn giản thì sau này có thể về pha chế cho người thân của mình được. Chuỗi cái đồ uống như thế rồi có nhà hàng ăn uống ăn không? Dạ có, em cũng làm nhà hàng. Tức là một chuỗi luôn ăn uống luôn hả? Trời giỏi quá ta. Chuỗi của em là bao nhiêu cửa hàng rồi cưng? Quản lý chuỗi hả? Rồi mình học được nhiều không? Nói chung là đi đâu nhưng mà theo anh á thì bây giờ mình làm cho công ty rồi mình học ra rồi biết đâu mình sẽ làm một ông chủ một cái chuỗi cửa hàng là trà trái vải này sao, đúng không? Rồi đó, bên đây thấy mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thấy mạnh của nhà gái nè. Nói đi em. Điểm mạnh của mình là gì? Ưu điểm của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em người khá là độc lập. Dạ. Nói chung là những việc gì em muốn làm là em sẽ cố gắng làm cho bằng được. Cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Mà nói chung là em cũng chịu cày. Đó để mà làm việc. Dạ. Rồi còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Chứ bình thường ai làm cho em? Yên tâm, bên đây làm em. Trời, bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà. Bên đây giỏi đó, yên tâm đi, ăn uống khỏi lo. Bên đây lo. Thấy uống trà được không? Dạ. Trà đó anh mua đó. Nhà trai làm đó. Nhà trai làm nha, chứ không phải tôi nha, làm nha, tôi mua thôi. Rồi, rồi bây giờ mình nói tới tình trường đi. Hiếu 35 tuổi rồi. Trải qua con đường tình duyên thế nào? Em thì hai mối. Mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm 2. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online. Quen người yêu trên online luôn. Ngày xưa là chơi trò online. Rồi, mối tình nó kéo dài không? Kéo dài khoảng 1 năm. Không lâu lắm. Dạ vâng, thì sau đó là bạn có đi du học thì thực ra là cũng. Rồi. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai cách đó khoảng 13 năm. Thì là em cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún có thấy em quan tâm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em, thì em cũng có nhắn tin mà quen bạn ấy thì cũng hẹn gặp nhau và hai người quen nhau ở một cốc nước mía đấy ạ. Cái cô nuôi chó, cô giới thiệu em của cổ cho em. Cô bán chó. Cái cô bán chó, tưởng đâu quen cô bán chó hay về quen em của cô bán chó. Đã, vâng ạ. Vì em mê chó đúng không? Tại vì em là người buồn nên em cũng muốn có một con cún. Kêu con cún nó dễ thương, sao tôi kêu con chó nó kỳ quá. Nghe nó nặng nề quá không mày? Nặng nề quá, nhưng mà trong miền Nam này gọi con chó. Nói chung là nhờ tình yêu động vật nên thành ra em quen được cái mối tình thứ hai. Rồi kéo dài bao nhiêu năm? Dạ cũng được 1 năm. Thôi 1 năm không vậy? Rồi cuối cùng không có chơi con quen con chó nữa, bỏ luôn hả? Không có mua chó, không có mua, không có đến cửa hàng cô chị của người đó thành ra bỏ nhau hay sao? Tại vì khi mà chó em có thể em chỉ hay nhắn tin hỏi cách chăm sóc làm sao và quan tâm như nào để làm sao để cho chó nó tốt. Vậy là em có thêm cái nghề là pha sữa cho chó nữa. Thực ra thì chăm sóc động vật là chăm sóc các cháu nhỏ thì em cũng có sơ sơ, tại vì anh
anh chị của em là cũng có một dàn các cháu cùng học nên em cũng đã được chăm sóc nhỏ bé. Em có vẻ kỹ lưỡng nha. Cái việc đó không phải tìm hiểu ha, chứ gặp anh mà con chó nó cho cái gì nó ăn cái đó. Anh cứ cho nó uống đại vậy thôi. Hai cái mối tình này rất là lạ. Mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ không yêu. Đến năm thứ 13, 14 mới đầu yêu. Yêu 1 năm rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Bao lâu rồi? Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không đó, em không có để ý gì tới tình yêu hay sao? Em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi, người này là người lo sự nghiệp rất quan trọng. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Em nghĩ thì sự nghiệp thì ai cũng có. Tuy nhiên thì em cũng muốn sự nghiệp nó phát triển hơn nữa. Giờ đủ sự nghiệp để đủ lo cho vợ cho con chưa? Em cũng biết, không biết là khái niệm đủ nó như thế nào. Nhưng hiện tại thì em nghĩ là có thể chăm sóc được. Đủ là do mình quan điểm thôi. Thì đủ, đủ là đủ. Đúng rồi. Đủ em chưa? Em có tự tin không? À, vậy okay. Tự tin như thế đủ rồi, giờ mình có bữa hai ba bữa ăn vậy rồi lo con đi học là được rồi, đúng không? Đó, lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó. Nhà gái thấy làm sao? À, bây giờ trước khi nhà gái đưa ra ý kiến thì nhà gái phải nghe cái câu chuyện tình trường bên đây cái đã. Tình trường mình sao, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình thôi ạ. Từ thời đại học. Ừ, quen nhau bao lâu? Quen nhau 8 năm. Rồi sau đó thì bạn đi du học, rồi cái hai đứa cũng có nhiều cái nó bất hợp, không có hợp với nhau nữa. Ta mà cách lòng không? Có. Thì sau đó thì tụi em quyết định là chia tay. Và cũng khoảng nó hơn 2 năm rồi. Tới đây thì em vẫn một mình. Trời ơi, yêu nhau 8 năm rồi người ta đi du học rồi cái chia tay luôn. Tội nghiệp quá à. Nguyên cả một cái thanh xuân luôn á. Tình yêu khó nói lắm. Rồi. Đôi khi gọi là mình cứ theo nó thì nó chạy đi ra hoài nó mất luôn á. Ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đã nghe rõ về cái đường tình duyên của nhau rồi. Mỗi đêm mỗi bên đều có trắc trở của nó hết. Bây giờ sắp tới mình sẽ đến một mối tình, coi như mối tình mới nhất đi. Mình phải chăm sóc nó, phải hiểu nó nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên ta phải đưa ra cái tiêu chí cho nó cẩn thận. Ông Mai ơi, Mai hỏi tiêu chí của bên nhà gái trước đi. Rồi. Ừ, nãy giờ nhà gái không nói nhiều, nó ít quá à. Tiêu chí của mình sao cưng? Mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ, em tiêu chí cũng đơn giản mà. Chỉ cần bạn trung thủy. Nói lớn lớn chút đi em gái. Dạ, bạn trung thủy, rất quan tâm em. Dạ, bạn nó ăn. Nấu ăn ngon, chung thủy, biết quan tâm, rõ gì nữa. Nấu ăn là được rồi đó. Đây ta quan tâm yêu động vật, tức là ta còn là có tình yêu bao la lắm, yên tâm. Ừ. Nấu ăn ngon thì không biết hay không, nhưng mà nấu ăn được. Tính tình vui vẻ, thoải mái. Không gia trưởng, cái điều gì em không thích ngoài gia trưởng? Ghen. Rồi, hết chưa? Rồi giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ vừa rồi. Thích mập hay ốm? Rồi để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nha. Thích ốm hả? Chà em, trời ơi, trời. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây người ta có chuỗi bán nước, ta uống nước không, người ta không ăn. Uống nước trái cây không mà nên theo thì luôn. Sao mà em nghe tiêu chí bên kia em thấy bản thân của mình nó phù hợp được bao nhiêu phần trăm? Ừ, nghĩ rằng không ghen nè, thích ốm nè, da này vừa vừa, không trắng không đen nè. Đủ rượu bia rồi em có thích không cưng? À, rồi hút thuốc làm sao? Dạ em không thích. Đó, có hút thuốc không? Chắc không. À, đó. Cái đó thông tin thì gia đình em kể cả dâu rể không ai hút được. Trời ơi, giỏi quá, tốt quá. Người đàn ông này có vẻ rất là nghiêm chỉnh trong tất cả mọi thứ luôn nha. Có gia trưởng không? Ừ, vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng. Nên em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi, biết nói chuyện cái sợ luôn á. Trời ơi, sale mà. Dễ thương ghê. CEO của một chuỗi cái thức uống nhiều, cửa hàng thức uống là cũng gọi là bản lĩnh lắm á. Chuỗi cửa hàng của em có bánh ngọt rồi la sét không? Hiện tại bây giờ nơi làm việc của em thì hiện tại bây giờ có đồ uống nguyên chất liên quan đến đồ uống heo thịt. Rồi, chị Lan sẽ đưa bánh ngọt vô, bánh lòng. Dạ. Bây giờ mình nói về tiêu chí của mình đi. Đúng rồi, muốn lấy vợ thì sao nè? Em thì thực ra cũng không biết là cái tiêu chí của mình nó cụ thể là nào. Tuy nhiên thì gia đình em thì một gia đình rất là tình cảm. Nên muốn có một người con gái sống tình cảm, điều với gia đình và các mối quan hệ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau được. Rồi, tình cảm là được đúng không? Yêu thương chăm sóc gia đình là được. Được không em gái? Dạ, được. Được ha. Con người này cũng tình cảm đây. Đôi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào mình lấy chồng? Dạ, ba mẹ em cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi. Ví dụ giờ phải đi làm dâu ở ngoài Hà Nội thì được không? Ở Lào Cai thì được không? Thí dụ nha, chứ chưa biết thì thí dụ giờ lấy chồng mình yêu rồi mình thương chồng mình đi về làm dâu ở Lào Cai được không?
có thể. Ví dụ giờ anh ấy, mình với anh ấy thương nhau, anh ấy thôi giờ bắt phải về Hà Nội luôn, bởi vì anh ấy có cả một cái chuỗi quản lý cả chuỗi cái hàng không biết đâu được, mình có thể đi Hà Nội được không? Cho chứ. Cho chứ, ai không, không cho, ừ, cho lâu lâu thì bay về thôi. Nhà em là ở đâu? Dạ, em ở nhà mẹ. Ở nhà mẹ luôn hả? Giờ ở với ai? Với ai nữa? À, bây giờ là ở ba mẹ. À, ba mẹ lớn tuổi chưa? Dạ cũng trung, tầm trung. Tầm trung hả? Vậy chắc ba mẹ còn trẻ đúng không? À, vậy không lo đâu. Thật ra là bây giờ bên đây mới khó nè, bên đây chỉ ở với cha mẹ thôi. Thành ra lấy chồng mà ở xa thì cũng rất là khó. Đó, không biết ý kiến nhà trai sao thì chưa biết, hỏi thử coi sao. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không? Hiếu. Em nghĩ rằng mỗi người có quan điểm riêng, thì bản thân em cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em lựa chọn ở gần vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ máy bay cũng rất là tiện. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Bên đây cũng có thể làm đi Hà Nội được, nhưng mà vẫn còn ba mẹ ở đây. Còn bên kia thì khoát là mình ở Hà Nội luôn. Tới rốt cuộc cái sự lựa chọn thứ ba là ở Đà Nẵng. Để đi về Hà Nội cũng gần, mà về Sài Gòn cũng gần. Vậy đi. Nói chung cái gì cũng có cách giải quyết hết. Quan trọng là chúng ta có chịu cùng nhau giải quyết hay không. Không, quan trọng là chúng ta có yêu nhau hay không. Thì yêu nhau rồi mới chịu cùng nhau chúng giải quyết. Có đủ tình yêu đủ lớn để giải quyết điều đó hay không. À, chứ bây giờ không yêu nhau thì sát bên nhau cũng thèm về thì đúng nữa rồi. Mà đã yêu nhau thì dù bốn biển năm châu ở đâu cũng được. Đúng. Quan trọng ở đâu làm ra tiền. Có tiền là mình có thể về thăm ba mẹ tuần về lần cũng được. Đúng rồi. Còn nếu mình giàu quá thì mình mua máy bay lúc sách lúc nào bay về cũng được. Trực thăng luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Okay. Thấy bên nhà gái là có vẻ rất là muốn đóng góp ý kiến nè. Mình hỏi người thân nhà gái trước ha em ha. Rồi. Nhà bè nước chảy chia hai. Đầu tiên thì em chào hai chị MC và em chào bên nhà trai ạ. Dạ, tại vì tính tại em thì nó hơi nhút nhát xíu, cho nên là em sẽ bổ sung chút xíu ô bộ khuyết của bạn em. Tại vì em và Thảo đã chơi với nhau được hơn 20 năm rồi. Dạ, cho nên là em biết rất là rõ bạn em. Bạn em có chỉ bằng em thì khá là nhút nhát. Bạn không có giỏi ăn nói, nhưng mà ưu điểm của bạn là như bạn đã nói rồi đó, bạn nhất quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng. Và ưu điểm của bạn là bạn rất là thật thà, chân thật. Về sự lựa chọn của bạn thì giờ em dù bạn chọn không chọn gì em cũng tôn trọng và ủng hộ bạn hết mình. Nhưng mà về nếu như hỏi em thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà em bước ra thì em đã thấy rất là hợp với cô với lại bạn em. Đầu tiên về cách ăn mặc. Đúng rồi, chị đang tính nói luôn. Thứ hai nữa là vì ngoại hình. Thứ ba nữa là về công việc. Thứ tư nữa là về cái quan điểm sống rất là bù đắp cho nhau. Bạn trai thì biết nấu ăn. Và bạn em thì không biết. Nhưng mà ngược lại bạn em cũng biết kiếm tiền. Đó, thì em thấy cái vấn đề mà không biết làm nhà nó cũng không có gì khó khăn hết. Quan trọng là hai bạn em thấy một vấn đề là khó khăn nhất ở đây là hai bạn ở xa quá, cho nên là không biết là có thể sắp xếp được đến nhau hay không. Nhưng mà bạn em thì khi mà bạn biết quyết thì sẽ làm đến cùng, cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Khi mà đã có tình cảm với nhau rồi thì hai bên sẽ tự biết sắp xếp với nhau thôi. Dạ, em rất là quan điểm của em. Rồi, cảm ơn em. Rất là hay đó. Rất rõ ràng. Đúng rồi. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Đó, em đến đây cùng với lại ba mẹ và có bố mẹ luôn hả? Từ Lào Cai vào luôn hả? Dạ, từ Yên Bái vào hả? À, xin chào nhà trai ạ. Mình cầm video giùm Quỳ Linh đi coi chú. Yên Bái. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái và chào cháu gái. Tôi là Mai Thị Nguyên. Năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu và bên cạnh đó là anh trai Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối qua. Sáng mai chúng tôi đi thì tối qua mới đến Hà Nội. Thế nên bảo thế thì con cứ đi xem rồi kết quả nào mẹ đi sao. Không được, bố mẹ phải đi với con mới có động lực chứ. Đó, thế là chúng tôi đi. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi, gia đình tôi mừng lắm. Bởi vì là cháu đã 35 tuổi mà không chịu lấy vợ. Rất nhiều lần tôi dục bà con lấy vợ đi cho mẹ yên tâm cái tuổi già. Nó bảo con chẳng lấy ai ở thế thôi. Đấy, nghe thấy có buồn không? Nhưng mà đến cái trường quay này thì thú thực là tôi thấy ông Mối với bà Mai rất là tuyệt vời.
trình rồi các gợi ý cho các cháu thì tôi thấy là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hai con sẽ có những cái điểm chung để mà gặp nhau. Đấy, nói như là MC cũng như là nhà gái nói, con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cái màu đen. Hai cháu là màu gái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tư mới cũng trẻo. Bây giờ thì đơn giản, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau được ngay, đúng không ạ? Dạ. Nghĩa là hai con tim hòa hợp lại với nhau và cùng bấm nút rồi hẹn hò rồi tâm sự nọ kia thì là được đến cái kết quả cuối cùng là tốt nhất là chúng ta mong muốn. Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn thì không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn cái tiêu chuẩn như vậy, đúng không? Ở bác già thôi, nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này. Hay quá hả? Bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu, nhưng bác này nấu ngon hơn. Bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu mà hai con có cái trái tim cùng cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hàng hơn chục năm nay rồi mà. Kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp nó cũng cỡ ở Hà Nội đi. Còn bố mẹ thì ở quê thôi. Cho nên con cũng thế thôi, báo hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế, điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ, bố mẹ đi đường xa cho bố mẹ biết lắm chứ. Nhưng mà cái hiếu đó không phải là ta cần là có hiếu, đúng không con? Dạ. Nghĩa là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, mình tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi, chứ không phải sớm tối gặp bố gặp mẹ là có hiếu, đúng không con? Dạ. Thì cái đấy là hai con nếu như hòa hợp được với nhau mà xây dựng được với nhau thì cái đó các con ăn bạc tiếp. Thì về phần cha mẹ cũng chỉ tham gia như vậy thôi. Và cái điểm cuối cùng là mong rằng là khi bấm nút là các con cùng hòa chung một nhịp, bấm nút đều là gia đình nhất. Thế anh có nói con gì không? cô nói hay quá. À vâng. Dạ. Thế thì cũng không biết nói gì hơn là cũng mong rằng con trai tôi sẽ sớm có một người vợ như ý muốn của cháu, để yên về gia thất thì lập nghiệp nó càng vững vàng hơn. Và cũng thay mặt cho gia đình thì xin kính chúc hai MC cũng như tất cả các quý vị trên khán